Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của Hồng Vlog mình nha. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thủ thuật Facebook mới, đó là cách ẩn hoặc mở cái thông báo sinh nhật của bạn. Thì trước tiên vào cái hướng dẫn này, mình sẽ xin mời các bạn xem cái đoạn intro của mình nha. Thì ok, bắt đầu cái video này mình sẽ nói một chút về cái việc mà mình nhận mở Facebook miễn phí cho các bạn đó. Thì hiện tại thì có rất là nhiều thành phần đã comment dưới cái video của mình là nhận mở Facebook này kia. Thì mình khuyên các bạn là không nên sử dụng dịch vụ của những cái bạn này nha. Tại vì là có nhiều bạn sử dụng rồi thì các bạn nói với mình là bị lừa này kia, lừa 5 triệu, 10 triệu này kia, thì các bạn lại hãy cảnh giác nha. Thì nếu các bạn muốn sử dụng cái dịch vụ mở Facebook nào đó thì các bạn tìm đến một nơi uy tín, chứ đừng có tìm đến những người các bạn không quen biết, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng mất của. Còn mình mở thì có rất là nhiều bạn đã liên hệ tới cái fanpage của mình. Có rất nhiều bạn liên hệ tới fanpage của mình, nhưng mà vì nó nhiều quá mình giúp không xuể, thì bây giờ mình sẽ show cho các bạn thấy những cái inbox ở trên cái fanpage của mình nó rất là nhiều luôn. Ở đây các bạn thấy nó rất là nhiều cái tin nhắn mà mình xem không kịp luôn. Nó rất là nhiều, nó rất là nhiều, một ngày cả 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 vài trăm inbox. Mình không lúc không thể nào mà mình có thể check kịp cả. Tại vì là một ngày là mình còn đi làm này kia thì mình rất là ít thời gian để mình giúp các bạn. Tối thì mình về mình tắm rửa xong thì mình giúp được một và vài bạn thôi. Còn bạn nào á thật sự muốn giúp á thì các bạn hãy gửi hết cái thông tin là thông tin đăng nhập, mật khẩu, email và mật khẩu email hay là số điện thoại nào đó qua cái fanpage thì mình giúp. Chứ các bạn cứ kêu là anh ơi giúp em, anh ơi giúp em mà các bạn không để lại thông tin gì cả thì mình đâu biết mà mình giúp. Ok, thì tiếp tục vô cái video thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ẩn, cách các bạn ẩn đi hoặc là mở cái thông báo sinh nhật. Có nghĩa là khi tới sinh nhật của bạn á thì có rất nhiều thông báo sẽ thông báo cho bạn bè là hôm nay sẽ sinh nhật của bạn, và từ đó thì bạn sẽ nhận được những cái lời chúc. Thì nếu các bạn nào mà muốn nhận được nhiều lời chúc thì các bạn mở lên, còn nếu bạn nào mà muốn cảm thấy nó rất là phiền phức thì các bạn hãy tắt nó đi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Thì đầu tiên các bạn hãy vào trang Facebook của mình, vào phần cá nhân, tiếp đó các bạn vào cái phần là giới thiệu cho mình nè, vào phần giới thiệu là about nè. Rồi tiếp đó các bạn là kéo xuống bên dưới. Các bạn vô phần là digital about you nè, là thông tin liên hệ của bạn đó. Ở đây các bạn vô phần thứ hai là contact basic info. Thì các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn nhìn thấy cái ngày sinh nhật của các bạn. Ở đây là cái ngày sinh nhật nè. Đầu tiên thì các bạn thấy là ngày và tháng. Tiếp theo thì các bạn là thấy năm năm sinh. Đầu tiên mình sẽ nói nè, nếu mà các bạn muốn ẩn cái thông báo sinh nhật đi thì các bạn bấm chữ chỉnh sửa ở đây, sau đó các bạn bấm là chọn cái này là chỉ để mình tôi, là only me, là chỉ có mình bạn mới thấy được cái ngày sinh sinh nhật này thôi, còn mà những người khác bạn bè thì không thấy được. Nếu các bạn để cái chế độ là only me này thì ngày sinh nhật của bạn sẽ bị ẩn đi luôn. Còn nếu mà các bạn để chế độ public hoặc là chế độ friend hoặc là chế độ friend of friend là bạn của bạn bè,
thì các bạn sẽ nhận được những cái lời chúc mừng, những cái lời chúc từ bạn bè luôn nha. Thì ok, thì đơn giản như vậy thôi. Thì các bạn có thể là thành công cái việc ẩn, hoặc là các bạn muốn mở cái thông báo sinh nhật để các bạn nhận lại được nhiều cái lời chúc sinh nhật trong ngày sinh nhật của mình. Thì cuối cùng thì video này mình cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye.